đây mình có một cây sung, như đợt này nó mưa nhiều thì tí nữa mình sẽ chia sẻ là khi cây sung đang ra quả mà gặp trời mưa nhiều thì bón cái loại phân gì. Thế còn hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cắt tỉa cái cây sung này để cho nó ra quả nhé. Thì cây sung này mình cũng nuôi thả rông một thời gian và cũng kết hợp cả cắt nước nữa, thì các cái lá của nó đã già rồi, mình sẽ cắt tỉa cho nó gọn cây, sau đó mình sẽ cho ra quả thì cây nó mới đẹp. Thế còn đây mình có một cây sung nhỏ nhưng mà cũng ra rất sai quả, thì tí nữa mình cũng chia sẻ là cái cây này trong giai đoạn như thế này thì bón cái phân gì nhé để cho quả nó to đẹp nhé. Khi mình cắt tỉa thì cây sung mà thả rông kia thì mình vẫn giữ theo cái dáng thế ban đầu của nó nhé các bạn. Thì các bạn theo dõi mình cắt tỉa cái cây sung này nhé. Đây, sau khi mình cắt tỉa thì cây sung nó như thế này. Đấy, thì các cái cành to ấy các bạn thì mình cắt mình sẽ bớt lại một tí để cho nó sẽ nảy mầm ra, nó sẽ mọc quả đó, và một số các cái cành nhỏ này mình sẽ bấm các cái này đi để cho nó sẽ ra quả ở các cái thành, các cái này là thành cành thành dâu quả luôn nhé các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bón cho nó một ít lân bột. Thế và sau khi mình bón lân bột cho cây sung này xong thì mình sẽ thả nước cho nó để cho nó ra quả nhé. Thả nước là lúc nào mình phải tưới vào cái xô này ngập nước để cho cái lượng nước nó sẽ tràn ra, nó sẽ đầy, nó sẽ tràn qua các cái lỗ này, lỗ phía dưới các bạn. Còn cái cây sung mà nó đã ra quả được như thế này, quả nó to như này rồi các bạn, thì mình sẽ bón cho nó phân NPK. Đây, mình bón cho nó phân này, NPK 13-13-13 cộng TE nhé. Đạm 13%, lân 13%, kali 13%. Đây, mình hòa một ít ra nước đi, ủ qua đêm. Còn ở đây là có một cái mầm đang lên như này, mình sẽ hái cái lá đi để làm cho nó tạo thành dâu quả cho cái cây sung này luôn.
Khi hái này mình phải bớt lại cái ngọn này, cái búp ngọn nhé các bạn. Thế thì còn đối với cây sung này, nó đang ra rất là nhiều quả, nhưng mà do đợt này nó gặp mưa nhiều thì mình sẽ xử lý bằng cách là mình sẽ cân bằng cái lượng đạm do nước mưa nó gây ra, bằng cách là mình sẽ cây này mình sẽ bón cho nó một ít lân bột. Tuy là trời mưa nhưng đối với những cây sung như này là mình vẫn cần phải tưới đủ nước. À, vì khi các trận mưa xong thì nó sẽ thường nắng rất là to mùa hè mà. Thì là mưa là mình vẫn tưới. Chứ nếu mà cây sung mà trong giai đoạn này mà thiếu nước là nó sẽ bị rụng quả non ngay. Thế thì mình sẽ cân bằng cái lượng đạm do nước mưa nó gây ra bằng cách là mình sẽ bón lân bột vào đây. Vừa cân bằng lượng đạm thì nó đỡ bị rụng quả non và nó sẽ kích thích bộ rễ. Rễ sẽ khỏe hơn, sẽ nuôi cây nuôi quả tốt hơn. Đấy, và đến đây mình xin tạm dừng video. Các bạn xem thấy hay, có hữu ích, nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.